mình đi xuống tham quan chuồng dê của anh Tèo đây. Hôm bữa mình đường dê đực cho anh ra nọc mấy dê của anh. Đây, anh dê cái này. Giờ mình xuống mình nhảy xong hết rồi, giờ mình xuống mình quanh bắt chở về. Đó, cái đó. Đó, đây đực của mình đây, 60 kg, 1 năm tuổi. Đây, đây lấy dây mình bắt trói mình bỏ vô ấy, mình bỏ xuống xuồng trở về. Đây, đây chú anh chị tham quan mấy dây cái. Dê anh Tèo mát sủa lắm. Cho anh em gần xa tham quan mấy dê cái. Rồi mình bắt. Bắt dê. Nắm chừng em bị xuống rồi. Ba cộng đúng rồi. Hả? Ba cộng đúng. Ừ. Này đủ rồi. Này 2 cộng đủ rồi. Nói lại đủ rồi. Ồ. À, cắt một bao muốn dữ rồi. Ồ, nó cỏi lắm hả? À, ăn cắt có rất nhiều hả? Thấy bữa nào thì cắt. Ừ, bữa nào lấy máy cắt lồi xe lồi được. Để, qua đây đám đám nó dữ đây nè. Ừ. Lên. Măng cắt ngay măng mập á phải không? Mập rồi ta. Chú biển á. À à. Giờ đây ai mạnh ai nó cắt. À rồi. Còn hà. Đất đó giờ của ai ta? Của Hải. Hải nó chở. Thì Hải nó mua luôn hả? Mua luôn rồi. Máy dữ ta. Ơi. Mẹ ơi. Phóng luôn dữ vậy. Rồi thôi em bắt con dê thôi. Anh em đón xem những clip tiếp theo nha. Cái này nó nhảy quá, một mình không bắt được.